Tướng Lê Văn Hưng là một trong các vị tướng đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng. Hàng năm vào dịp tưởng niệm ngày 30 tháng 4 do những người Việt ở hải ngoại theo xu hướng Việt Nam Cộng Hòa tổ chức, di ảnh tướng Lê Văn Hưng thường được trưng bày cùng với ảnh các vị tướng tuẫn tiết khác. Vào một ngày gần cuối tháng 4 năm 2023, phố Bosa TV đã có cuộc hẹn với anh Lê Văn Tâm, được cho biết là con trai trưởng của người vợ đầu của tướng Lê Văn Hưng. Dự định sẽ nghe anh kể về những kỷ niệm với người cha nổi tiếng, những chuyện mà có thể chỉ những người trong gia đình mới biết. Tuy nhiên, câu chuyện đã nhanh chóng rẽ qua một hướng khác hoàn toàn bất ngờ. Lúc đó đó, cái thời điểm đó là không phải như thời buổi bây giờ internet hay là hoặc điện thoại này đó, rồi nó quá thông minh đâu. Lúc đó là không có gì vậy, chỉ có là nghe được ở trong bộ chỉ huy này nói với bộ chỉ huy kia báo cáo này nọ tình hình thôi, chứ thật sự lúc đó là toàn cảnh là ai ở đâu ở đó hết, không bao giờ di chuyển đâu được, xe cộ cũng chả có, điện thoại cũng không có luôn. Lúc đó thê thảm. Lúc đó anh đã bao nhiêu tuổi rồi? 14. 14 tuổi. Rồi lúc đó tôi đang ở Vũng Tàu. Lúc đó là tôi là thiếu sinh quân vô năm 72. 75 thì mọi thứ nó thành lịch sử đó. Hôm nay nói này ra rồi chẳng không phải là mình ông già tôi là anh hùng đâu. Có nhiều người anh hùng lắm. Nhiều người anh hùng lắm trên thế giới, trên đời này nhiều người anh hùng lắm, không phải riêng mình ông già, tất cả bạn bè ông già cũng anh hùng không. Dạ. Nhưng mà cái ngày đó cho tới khi nào anh biết là ba anh qua đời? Ngày 1 tháng 5. Ngày 1 tháng 5. Làm sao anh biết được? Tại vì lúc đó là tôi còn nhớ chú Nghĩa, không biết bằng cách nào mà ổng liên lạc với tụi tôi. Chú Nghĩa là ai ạ? Chú Nghĩa là tài xế cho ông già. Hiện giờ ông tu rồi. Chú Nghĩa tu rồi. Thì ông chú Nghĩa đó liên lạc với gia đình anh? Liên lạc với tôi thôi. Lúc đó là tôi không biết, nhưng mà ở trên văn phòng đó, kêu tôi chạy lên. 30 tháng 5 là tụi tôi lúc đó là tan tành hết rồi. Không có còn mạnh ai để đi đó. Một số thì đi ra biển, đi qua bên nước ngoài, đi Mỹ. Còn số thì còn gia đình, còn cha mẹ thì phải trở về Sài Gòn. Rồi khi mà nghe ba anh mất như vậy, ở cái tuổi 14 anh cảm giác như thế nào? Ôi, tôi khủng hoảng chứ. Tôi khủng hoảng lắm.
Lúc đó là tôi không hiểu, lúc đó tôi nghe được cái tin đó, tôi không tin như sự thật, tôi không tin, nhưng mà sau cùng phải chấp nhận sự thật. Tất nhiên cái chết của Tuấn Hưng có thể nói là muốn tìm hiểu thì chỉ Google là ra hết. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái ấn bản khác nhau lắm. Có những chi tiết giống nhau, có những chi tiết khác nhau. Anh có thể cho biết là một người ở trong gia đình đó thì cái anh kể lại người được không? Anh cái kể lại người theo cái mà đường. cái người mà trong giây phút đó mà chính xác nhất 100% là dì Hoàng. Dì Hoàng là cái người mà Dì Hoàng là ai ạ? là người vợ của ông già, À, là người vợ sau của bà. có hai người con Hằng Hằng và Hải đó. Dì Hoàng đó là chính xác nhất. Anh kể đôi chút về cái chết đó, theo anh biết. Tôi cũng nghe nói lại đó, tôi không có ở Cần Thơ, lúc đó là tôi ở Vũng Tàu. Thôi, anh kể cũng Thành kể cho thử mọi ra người biết. mình cái kể của mình không biết có chính xác hay không thôi nha. Dạ. Tôi tất cả tôi nghe lại hết đó, là những gì dì Hoàng nói trong Google đó là chính xác lắm. Dạ. Mình cũng không cần phải kể lại. Nhưng cái đó là tôi nghĩ là cái đó là như là cái tai họa nó ập đến gia đình đó. Mà lúc đó có một cái điều này nè, thật sự mà nói đó, tướng nè, nhưng mà khi ông già tôi mất rồi đó, không có tiền mua cái hòm, không có tiền để mua cái hòm. Tôi nói thiệt, tướng á, không có tiền mua hòm, tại vì tướng đâu có hối lộ, ăn hối lộ gì đâu, tướng tướng đánh trận mà, thật sự đau lòng cái đó đó. Anh là một người thiếu sinh quân ở Vũng Tàu. Sau đó đời sống của anh như thế nào để cuối cùng bây giờ ở đây anh đang ở Hoa Kỳ, ở Westminster thưa anh? Tôi lúc đó tôi cũng trôi dạt về Sài Gòn rồi thân lập thân vậy thôi, lập nghiệp từ bàn tay trắng, rồi sau này đi qua Mỹ xong thì sống cũng tốt tới bây giờ. Đại khái giờ thì ngày xưa thì tôi cũng có vợ con, nhưng mà sau này thì hết, nó hết duyên hết nợ rồi sống mình vậy thôi. Chứ tôi cũng không quan trọng vấn đề đó nữa, tại vì cuộc sống này tất cả nếu mà nói đến đây á, mà sung sướng á, thì đâu có ai khóc cái khóc đầu tiên trong đời đâu. Ai cũng vừa chào đời ra là phải khóc hết đó, thì ai cũng đều khổ, ai cũng đều đến đây để trả cái nghiệp, ít nhiều cũng phải trả hết. Bởi vì tôi chỉ nói một câu này nè, chúng ta là người Việt Nam ở đây phải thương nhau, phải che chở nhau, giúp đỡ nhau, chứ đừng có bôi nhau, đừng có đem những, đừng có hơn thua giàu nghèo, đừng hơn, tôi không thích, tôi nói thật. Ngày hôm nay tôi nói cho anh Lân nghe, tôi không thích. Tại sao nói như vậy ạ? Cái giàu nghèo nó không phải là để cho người ta sợ. Cái giàu không ai, không bao giờ ai sợ người giàu đó. Anh giàu kệ anh nhé, tôi đâu có ăn của anh đâu. Nhưng mà đừng bao giờ có những cái hành động là coi thường người ta, coi thường đồng hương với nhau, coi thường một cộng đồng với nhau, tôi không thích. Việt Nam mình chuyên vậy đó, chuyên gia. Hình như có điều gì đó khiến cho anh nói cái điều này ra. Tại vì tôi nhìn thấy Nó xảy ra với anh hay là với người khác? Hay là... có đôi lúc thấy với tôi, có đôi lúc thấy người khác, nhưng tôi nhìn ra được, tôi nhìn ra được những con người đó họ có cái vỏ bề ngoài thôi. Thật sự họ cũng nếu mà biết được họ cũng tèm lem tức gút à. Nhưng mà cái ra vẻ bề ngoài ta đây là bề ngoài ta đây giống như là giàu sang rồi đó. Tôi không thích những người vậy, tôi không thích gì. Mình sống phải sống cho thật, sống đúng mình thì cái gì nó cũng đẹp hết đó, đừng có xem thường. Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình nó có cái nó không có đồng, nó không có đoàn kết. Bởi vì tại sao mà mãi tới 48 năm rồi ở ở một cái nước Hoa Kỳ này, tất cả trên thế giới không có đồng lòng với nhau. Những cái nước khác tôi thấy họ sống đồng lòng lắm, như Mexico rồi đó, tôi thấy họ sống đồng lòng. Việt Nam mình dở lắm. Tôi chỉ có lời mấy lời nói vậy thôi. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 thì thường cũng có những cái tổ chức lễ tưởng niệm, trong đó thường đưa hình ảnh, đưa bàn thờ của các vị tướng lên để mà trân trọng đó. Thường thường những cái lễ như vậy anh có đi tham dự hay không? Tôi không bao giờ tôi đến đó. Tôi có cái đặc biệt gì nè,
Chứ không bao giờ tôi làm trò hề cho người ta. Người ta cười thế làm gì, không thích. Ví dụ mà gia đình tôi thì tôi làm một cái mâm cơm tôi cúng, mời anh em bạn bè đến quen với tôi thì đó, dùng vậy thôi. Còn tôi không bao giờ tôi ra mà để mà mua những cái danh, những cái kiểu cách đó, tôi không thích. Tánh tôi ngộ lắm, bởi vì không đời nào có mặt tôi mấy cộng đồng đó. Sao lại là một cái làm trò hề cho người ta? Cái đó cũng là một cái cách để mà các hội đoàn, các tổ chức họ vinh danh các vị tướng mà. Chẳng qua là trời ơi, tôi nói anh nghe nè, cái gì nó cũng có cái bề trái của nó hết á. Tôi không nói đây thôi. Con người mà, anh biết bây giờ á, thế giới này bây giờ sợ nhất là con người á. Con ma, con quỷ tôi không sợ, tôi sợ con người á. Nói gì anh hiểu rồi đó. Con người có thể nó làm nhiều thứ lắm. Nhiều thứ mình bất ngờ lắm, đúng không? Surprise lắm. Chắc là bên cạnh những hội đoàn mà anh nói như vậy, một cách tiêu cực như vậy thì cũng có những nhóm họ vì kính trọng mà họ có tôn thờ chứ. Mà những người kính trọng á, họ sống âm thầm, họ làm âm thầm, họ không bao giờ phô trương. Phô trương làm gì? Ý tôi nói là tôi không thích phô trương á. Nên là ông A bà B làm cái này trời ơi, chứ gì? Cũng như tôi nói nghe nè, đi từ thiện thì đừng bao giờ nghĩ à, quay tôi này, quay tôi nè, chứ gì? Từ thiện mà quay phim đưa lên thì là đâu phải là từ thiện. Cái đó mua danh, anh hiểu không? Có hai cái. Từ thiện là âm thầm từ thiện. Chứ đừng bao giờ mà quay phim này nọ làm bùm beng lên hết, đó là mua danh. Tôi không thích. Mà những người mua danh đó là anh biết sao rồi. Họ đâu có thật đâu. Ở trong bụng họ nguyên cái bụng giả này nữa. Anh không cảm thấy là cảm ơn những người mà họ nhớ tới các vị tướng mà họ vinh danh trong mỗi cái đợt như thế này hay sao? Không phải là không cảm ơn, nhưng mà tại vì tôi thấy cộng đồng này không có đoàn kết. Khi nào thấy đoàn kết tôi mới cho anh câu trả lời. Tại vì họ hơn thua nhau từ lời nói, hơn thua nhau từ cách làm việc với nhau đủ trò, tôi chán lắm. Bởi vì mở YouTube lên là tôi thấy trời ơi, ông này chửi bà kia chửi ông. Ý anh nói những cái chửi nhau trong cộng đồng đó hả? Dạ. Tôi cảm thấy nó là sao á, giống trò hề. Hôm nay tôi nói cho anh nghe luôn á, tôi nói rồi ai quay lưng đập đá, chọi đá tôi cũng chịu. Thiệt. Chán lắm anh ơi, cộng đồng gì đâu mà tan nát á. Không biết tới chừng nào mới là... Quái. Quan trọng nhất là hiện tại cộng đồng ở đây nè. Mà không đoàn kết nữa là làm sao mà đoàn kết nửa vòng trái đất. Anh hiểu ý tôi nói không? Làm sao ta hiểu được cuộc sống bên Mỹ như thế nào? Rồi làm sao mà người ở bên đây làm sao hiểu được cuộc sống người ở bên Việt Nam như thế nào? Không hiểu được. Cái chuyện đó mình không quan trọng, mà quan trọng ở đây nè. Nó không có cái đoàn kết, nó không có cộng đồng. Trời ơi, ở đây anh biết không? Ai mà chết nó đạp cho chết luôn. Quậy lắm anh ơi. Còn về những cái nỗ lực chống cộng của những người ở đây, những tổ chức ở đây, trong đó có không ít người nói rằng họ là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Anh là một, chắc chắn là một hậu duệ của một vị tướng rồi. Hậu duệ như sao? Thế nào? Ông già tôi làm tới đó mà còn không đứng được nữa rồi, tôi là cái người sống lưu vong làm sao mà tôi đứng ra đâu. Tôi không có chỗ đứng à. Đó tôi nói thiệt. Nó đi vào lịch sử rồi anh à. Đừng có mơ mộng nữa. Đi vào lịch sử rồi. Anh thử đừng bao giờ nghĩ ba cái chuyện tào lao đó, mệt lắm. Tôi thích sống hiện tại à, thực tế. Mình nuôi mình được chưa, mình nuôi mình không nổi. Mình làm chuyện gì? Ba anh chết như vậy, anh có cảm thấy gọi là hận thù với chế độ, với không. Lại cái người gây ra cái chết hay sao? Tôi hận họ, tôi không hận thù nữa. Mà tôi còn nói câu nè. Anh có tin vô nhân quả không? Thì tại sao hôm nay Việt Nam Cộng Hòa lưu vong vậy? Tại vì những người đứng đầu một cái chế độ mang họ ra để bắn bỏ chết giết chóc này nọ, rồi bây giờ nhận nhân quả thôi. Cái đó là tôi tin đó, nhân quả có hết anh.
Tổng thống Diệm nè, bào đệ của ổng nè. Ổng làm gì mà phải mà tiêu diệt ổng, đúng chưa? Cái là chính trị đó, cái đó trò chơi chính trị đó anh. Tôi nói thiệt, tôi cũng giờ tôi nhúng vô chính trị chứ. Chính trị á, nó khủng khiếp luôn, hiểu không? Chính trị á, dùng từ nè, chính trị là con ma đi bằng ngày, chứ không phải con ma đi bằng đêm. Con ma đi bằng ngày, chính trị á. Đời người mình có mấy triệu năm mà anh à. Anh không cảm thấy hận thù? Không. Tôi thấy đất nước Việt Nam cũng là để cho người làm nên những cái chuyện mà khủng khiếp đó đó, họ nhận cái nhân quả đi. Tôi muốn vậy mà. Khác với nhiều người ở đây hiện nay vẫn còn cái niềm căm thù rất là sâu sắc đối với lại cái chế độ hiện nay ở Việt Nam. Đối với tôi không căm thù. Không căm thù ai hết á. Tại vì mình căm thù mình làm được gì? Mình còn tạo nghiệp nữa. Anh biết khẩu nghiệp nó nặng lắm không? Trong các nghiệp á là khẩu nghiệp nặng lắm. Anh không làm được chuyện gì mà anh nói cái miệng nhiều quá, cuối cùng anh cũng nhận cái khẩu nghiệp nữa, anh cũng nhận nghiệp báo là lớn lắm. Thôi. Khỏi nói cho anh. Cuộc sống này ngày hôm nay gặp nhau, ngày mai mất tiêu rồi. Anh thấy không? Ngắn ngủi lắm. Ngắn lắm mình là người. Bởi vì mình anh vẫn còn đi đi về về Việt Nam một cách bình thường đúng không? Bình thường. Tôi còn mấy đứa cháu Việt Nam, tôi còn con cái Việt Nam mà tôi đang làm cho tờ lãnh mà tại tôi không muốn con cháu tôi ở bên đó thôi. Tôi muốn tôi nói xung hợp ở đây hết. Rồi quay lại cuối đời mình là sống rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Anh thấy không? Hơn thua để làm gì? Tôi nói nè, bây giờ tôi nói về cái Phật Pháp thôi. Anh hơn thua được cái gì? Giờ anh chỉ hết cho những người hơn thua nhau và được gì? Không được gì hết á. Hơn thua nhau không được gì hết. Mà mang lại cái nghiệp báo cho mình. Thế ai làm người đó chịu. Nhưng tôi nói ở Việt Nam vậy đó, những người cán bộ cao cấp nữa, ăn hối lộ nữa, người ta làm người ta chịu. Nó có luật pháp hết nè. Nó có luật pháp trừng trị hết á. Ở đâu cũng vậy chứ. Không cần mình nói ra, nói làm gì. Nói mình tạo khẩu nghiệp thêm làm gì. Những kỷ niệm nào mà anh có với lại ba của anh là tướng Lê Văn Hưng? Kỷ niệm hả? Kỷ niệm là lúc đó là tôi cũng đi chơi, đi bời dữ lắm. Rồi ông già ông thấy gì ông mới dắt. Ông mới đưa tôi lên Thí Sinh Vương đó. Lúc đó là bắt đầu là tuổi trẻ trâu mà tóc dài. Rồi đó là hippie vô. Kiểu mà thời đó vặn quần ống le nè, áo ôm nè, tóc dài nè, đó, trời ơi. Cũng quậy lắm. Ông sợ, ông mới đưa vô Thí Sinh Vương có học hành đàng hoàng này nọ bài bản. Không mà từ khi tôi vô Thí Sinh Vương là tôi ngoan, giỏi. Mỗi lần mà tướng Hưng đi hành quân về thì có về không. Thăm anh hay là có không. Quà gì cho anh không? Không, ông già tôi là, tôi nói thiệt nha, nếu mà ai mà biết đó, nói cái câu này ra nè, ông già tôi chuyên uống rượu. Ông già tôi là lúc nào cũng có mấy thùng rượu đó. Tôi nói thiệt, người hiểu ổng nhất là uống rượu. Biết kỳ không? Thùng vậy đó. Ông già uống rượu dữ lắm. Có nhiều người ta không biết, người ta nói bậy bạ chứ ông già tôi uống rượu dữ lắm. Đi đánh trận là uống rượu không? Khủng khiếp không? Cái kỳ mà thùng cây á, để đây chứ rượu thôi. Không tiền không bạc nữa, uống rượu. Sẽ thích lắm là rượu. Ừ. Ông ấy là một người cha như thế nào đối với anh? Đại khái là tôi chưa có sống chung với ông già tôi nhiều năm. Đi gặp một hai lần rồi, sau này đưa tôi lên trên Thí Sinh Vương học. Tôi cũng không nhận xét được, tôi cũng chưa biết ông già như thế nào. Nhưng mà theo tôi nghe dì Hoàng kể lại những cái gì lúc 30 tháng 4 đó, thì tôi nghĩ ông già tôi là một người sống cho vợ con hơn. Lúc đó ông già bắn vô ấy rồi, ông già giấu cây súng ở dưới nệm. Tất cả ai kiếm không được hết, mà sao cùng cây súng nằm dưới nệm.
là tại vì cái tánh ổng là ổng không muốn để như, như là người thân ổng thấy gì bắn theo hay sao đó, đại khái là vậy. Nhưng mà tôi nhận xét được cái ổng hiền, ông già tôi hiền, hoạt bát lắm, hiền. Đâu ra đó 1122 dưới quyền ông già thì ai cũng thích. Anh có sống với mẹ của anh nhiều không? Tôi sống mẹ không à? Dạ. Thế mẹ thì khi mà mẹ anh kể lại về ba anh thì bà kể lại như thế nào? Không kể luôn. Không kể luôn hả? Giận lắm. Ồ, giận hả? Tại vì ông ấy có bỏ ba hai và ba hả? Bỏ đi hoài à. Bỏ đi hoài. Đi lính đánh trận mà. Nhưng mà tôi nhớ cái kỷ niệm của tôi á, là đại tá Dương Văn Chỗ á, làm đứng ra làm đám cưới cho tôi, cưới vợ đó. Ông đại tá Dương Văn Chỗ, cái kỷ niệm đó là tôi rất là thương ổng. Nhưng mà ổng mất rồi. Đại tá Dương Văn Chỗ, tỉnh trưởng á, tỉnh trưởng sau cùng á, đứng ra như là đại diện cha vậy đó, cưới vợ cho tôi đó. Tại vì bên vợ anh ta yêu cầu phải có cha, thành thử ra tôi phải nhờ bác Chỗ, đại tá Dương Văn Chỗ. Vui lắm. Mà ngày xưa đó đâu có điện thoại giờ là lưu lại đâu, phải có giờ là lưu lại rồi để những tấm hình rất là kỷ niệm, mà tôi không có thời điểm đó, không có điện thoại lưu lại. Đó, cái đám cưới tôi là kỷ niệm nhất là ông Dương Văn Chỗ đứng là làm chủ hôn á, đại tá Dương Văn Chỗ. Kỷ niệm, cái đó là kỷ niệm nhất trong đời tôi. Cũng qua đời vào cái thời điểm cuối tháng 4, thì ở trên cái bảng ngoài kia chúng ta thấy có nhiều vị tướng và tá khác nữa. Hồi nãy hình như anh có nói về một câu nói của Hồ Ngọc Cẩn. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, anh kể lại cái chuyện đó. Ông là chiến đấu tới viên đạn cuối cùng á, không còn đạn luôn, ông bị bắt. Thì xong rồi nó đưa ông ra ngoài sân vận động Cần Thơ á. Ông nói một câu tôi rất là kính nể ông. Ông nói nếu chúng tôi bắt mấy anh, chúng tôi sẽ không làm nhục mấy anh. Còn mấy anh bắt tôi, mấy anh làm nhục tôi. Nói câu đó đó. Rất là kính nể ông. Thì nó bắn ông luôn. Quay trở lại thời điểm của hiện tại bây giờ đây đó, thì anh thấy anh có nãy giờ anh phiền hà cái chuyện gọi là không có đoàn kết trong cộng đồng nhiều. Bây giờ nói về cái vấn đề của Việt Nam và những người ở hải ngoại đó, thì là góc độ của một người con của một vị tướng tuẫn tiết vào cuối tháng 4 năm 1975 như vậy, thì anh thấy cái quan hệ giữa ở trong nước với ở ngoài, với người hải ngoại với lại chính quyền trong nước vân vân đó, thì anh có cái điều gì để anh chia sẻ? Tôi thì tôi không có dính líu vô chính trị anh ơi, tôi không thích. Tại vì chính trị là con ma đi bằng ngày mà, dùng từ ma thì còn nhẹ, chứ tôi dùng từ quỷ đi bằng ngày á, chính trị á. Thành thử tôi thấy ai mà làm chính trị là những người đó toàn là gian không à, chứ không có bao. Với mà cái nữa là đất nước Việt Nam mình nó bạc phước lắm anh biết không, rất là bạc phước. Việt Nam mình toàn là hung quân không à, không có minh quân. Nhưng mà ba anh là một người gọi là chiến đấu chống lại chế độ của Việt Nam Cộng sản. Đúng rồi. Rồi giờ đây Việt Nam Cộng sản là làm chủ toàn bộ cái đất nước, nắm quyền. Thì cái đó là ba tôi thời đó là ý thức hệ khác nhau. Con đường ông đi là khác. Còn tới tôi bây giờ là thế hệ khác rồi. Tôi là thế hệ sau rồi. Cũng có thể có nhiều người con của tướng họ đi vô cái vết xe đổ đó mà tôi không đi. Chả có cái gì phải. Việt Nam mãi mãi là Việt Nam thôi, không gì thay đổi đâu. Tôi tính là ngộ lắm, tôi không thích. Mình làm cái gì á, người ta sợ thì làm, còn làm mà người ta chửi thì đừng làm. Tôi có câu đó là anh đó.
Làm để người ta sợ thì làm. Làm người ta chửi mình thì đừng làm. Vậy thôi. Anh hiểu câu nói gì? Ở đây có những cái hội nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa hay là nhóm bảo vệ cờ vàng của những người mà hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì anh có tham gia sinh hoạt với họ hay không? Tôi không có tham gia sinh hoạt, tại vì sống này nó còn bộn bề lắm. Tại tôi sau lưng tôi là còn con cháu nhiều đó. Tôi phải lo cuộc sống, lo nuôi tụi nó nữa. Tôi không có thời gian để mà tôi làm mấy chuyện đó. Nhưng mà không phải nói là không bảo vệ là mình quay lưng, không phải. Nhưng mà tôi vẫn đứng bì hai âm thầm bảo vệ cái lá cờ của mình. Tôi chỉ có lá cờ này thôi. Lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì lá cờ đó của tổ tiên mà. Tôi sống theo tổ tiên người Việt Nam chứ tôi không sống theo hiện tại. Tôi không biết lá cờ nào hết ngoài lá cờ vàng thôi. Vậy thôi. Anh thấy quay lại Việt Nam thường xuyên không? Tôi đi hoài à. Thỉnh thoảng tôi về, thường thường tôi về thì có khi 10 ngày, có khi 15 ngày. Có công việc gì tôi mới về. Với thằng tôi cũng... Nói chung ra cái nghề của tôi mua bán á, thì cũng thỉnh thoảng về Việt Nam mua đồ. Chứ bên đây thì cái đồ bạc mắc quá. Mình về bên đó mình mua đồ bạc nó rẻ hơn. Thì về thăm con cháu mấy ngày đi vậy thôi. Tôi sống đơn giản lắm. Không hơn thua, không cầu kỳ ai, không có gì hết. Không nghĩ tới chuyện chính trị. Mệt lắm anh ơi. Ở đây anh thấy không, những người Việt Nam làm chính trị nè. Trời ơi, nó chửi nhau như là... Gì đâu, tôi thấy nó đứng ngay ngoài đường chửi ông kia chửi bà nó. Làm gì để làm chi vậy? Mệt thêm. Anh nói là anh chỉ biết một lá cờ vàng ba sọc đỏ thôi. Thì khi anh nói tới chuyện chửi nhau đó thì tôi cũng nhớ ra là có những cái lúc mà hai phía đều cầm cờ vàng để mà gọi là biểu tình chống lẫn nhau. Cái đó là làm trò hề đó. Làm trò hề cho người ta đó. Không phải hay đâu anh, cái đó là trò hề đó. Bây giờ cũng như nói tới một người làm chức vụ cộng đồng Việt Nam mình như là bà Kimberly Hồ nè. Những gì bà làm là đúng chứ đâu phải là sai đâu. Bà cũng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đó. Mà tôi thấy bà cũng bị nói này nó tùm lum hết trơn. Anh thấy không? Và đối thủ của bà ấy cũng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa luôn. Thì trời ơi, tôi nói anh nghe, người Việt Nam mình nó ngộ lắm. Cái nghĩa là cái dòng máu người Việt Nam mình á, lúc nào nó cũng có cái hơn cái thua trong máu á. Cái chuyện nhỏ nhặt thôi, họ cũng đem ra làm lớn nữa. Chứ gì? Chán. Chán thì là chán rồi. Tôi nhìn thấy bà Kimberly Hồ, bà cũng ok, không đánh nổi. Nhưng mấy ông kia nói rồi, lúc mình la hết cũng mệt. Nhưng mà thôi, mình không dính líu, mình miễn bàn. Đúng không? Tôi nói anh đúng không? Làm gì làm, người ta cũng là phụ nữ mà. Ta yếu chân mềm chứ đâu phải như đàn ông đâu. Trời ơi, họ làm gì cộng đồng mình. Họ làm có lợi cho cộng đồng mình. Ai làm có lợi cho cộng đồng là tôi ủng hộ. Nói thẳng luôn. Chứ đừng có nói rồi không làm. Có nhiều người chưa ra ứng cử, nói gì lắm trời, nói đủ chứ. Chừng ra ứng cử rồi đi kiếm. Từ lễ chưa gặp. Là sao? Ở đâu cũng có thằng khùng điên anh ơi. Đối với lại cộng đồng này thì anh mong muốn điều gì cho... Tôi chỉ cầu xin cộng đồng này nè. Phải biết. Đoàn kết. Đừng bao giờ mà bôi với nhau, đừng làm gì á. Nước Mỹ thì người ta cười cộng đồng mình chứ chả có gì hết á. Tuy người ta không nói ra nhưng mà người ta cười. Trời ơi, có nhiêu đi mà tụi mày như là cái nồi cháo heo vậy đó, hiểu không? Không được. Muốn làm gì phải suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ.
tới bà con cộng đồng. Tôi không biết tới chừng nào Việt Nam mình mới là có cộng đồng với nhau. Lời kết cuối cùng của tôi á là những người nghị viên, những người mà làm việc cộng đồng người Việt Nam mình ở Mỹ á, đừng có hơn thua nhau lời nói, đừng có hơn thua nhau hành động nữa. Hãy đứng lại với nhau, đứng lại với nhau đi, rồi lúc đó sẽ thấy đẹp lắm. Tôi chỉ gì vậy, mình không đứng lại với nhau, mình cứ hơn thua nhau hoài chi vậy anh, mệt mỏi quá. Tôi chỉ cầu xin gì thôi, đó. Biết thương nhau được rồi. Theo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ngày 30 tháng 4 năm 1975, vào lúc 8 giờ 45 sáng, khi được tin Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh buông vũ khí đầu hàng, tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng bất tuân, không chịu đào thoát hoặc đầu hàng quân giải phóng. Sau khi gặp mặt thuộc cấp dặn dò, vĩnh biệt gia đình, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã tuẫn tiết tại tư dinh ở trại Lê Lợi, Cần Thơ, bằng cách dùng súng lục bắn vào tim. Ông qua đời ở tuổi 42. Ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 48 năm chế độ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt.